nữa để những giai điệu thật sự thân quen đang vang lên trên sông đá công viên sông đá trung tâm thành phố Tam Điệp. Ngay trước mắt quý vị khán giả sẽ là trận thi đấu giữa hai đội bóng FC Công Nghệ và FC Ninh Thắng nằm trong khuôn khổ bảng C giải bóng đá phong trào thành phố Tam Điệp lần thứ 10 năm 2022. Bảng C chúng ta đã xác định ra cái tên đi tiếp và chắc chắn dẫn đầu bảng, đó là FCK Cộng. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài công trường được vang lên. Lần nữa thì để tiện cho quý vị theo dõi từ phía dưới hình ra sân của hai đội bóng trong ngày thi đấu này. Mạnh Hùng, đây rồi, vâng, Tuấn Anh là người đã có pha đệm lòng ở cột 2 rất chính xác sau tình huống. Có lời thì nói là chuyền bóng khá hay của Mạnh Hùng. Chúng ta cũng không hiểu là Mạnh Hùng chuyền hay dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Nhưng bàn thắng tới với Ninh Thắng sau pha ghi bàn của Tuấn Anh lẽ không quan trọng với tình huống đường chuyền hợp lý dành cho Huy Hoàng. Dứt điểm 2-0. Quá đẹp mắt dành cho tình huống dứt điểm vừa rồi của Huy Hoàng. Rất bình tĩnh. Đây sẽ là Tuấn Anh. Hoàng bứt tốc. Vẫn là Huy Hoàng, bên trong là Tuấn Anh. Không vào. Đây là Thành 37. Đây rồi, bàn thắng thứ 3. Bàn thắng thứ 3 dành cho Tuấn Anh với nỗ lực của Thành 37. 3-0. 1-1. Quá rực rỡ cho Ninh Thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Ninh Thắng bình 8-0. Không được. Đây rồi, không được. Không được. Thành 37 đường chuyền cho Huy Hoàng và căng ngang, không được. Không vào. Bóng hay của Duy Phong, không được. Đường chuyền sang cho Phong. Duy Hoàng, không vào. Chuyền rất hay của Việt Sơn. Thế tay, không được. Duy Phong, Duy Phong dứt điểm. Không vào. Đó chính là Huy Hoàng, một trong những chân sút cũng rất cự phách. Đó là bàn thắng dành cho Bình Tam Cốc. Một pha dứt điểm thẳng vào khu vực khung thành của thủ môn Minh Khẩn. Và không có bất kỳ một cơ hội nào cho Minh Khẩn trong tình huống vừa rồi. Tỷ số được nâng lên là 4-0. Có lẽ là chiến thắng đã nằm trong tầm tay của Ninh Thắng trong trận thi đấu này. Không. Duy Phong, không vào. Lợi thế dành cho các thủ Ninh Thắng. Đây là Mạnh Hùng. Mạnh Hùng, không vào. Thì bóng rất khéo léo Thanh Sơn. Duy Phong, không được. Chúng ta sẽ đón các thủ công có thể ăn được ăn mừng không, không vào. Mùa trong không vượt qua được chung con nhưng vẫn là Huy Hoàng. Để lý khá ngẫu hứng. Vâng, bàn thắng khá bất ngờ. Người có bàn thắng trong pha bóng vừa rồi lại là Bình Tam Cốc. Các cầu thủ Ninh Thắng xin có sự thay đổi người. Thế Tài số 14 rời sân và vào sân là Văn Nam áo số 37. Năm không có thể khẳng định được chiến thắng trong ngày thi đấu. Bình Tam Cốc, đây là Quang Trần Đất. Dứt điểm, bàn thắng của Quang Trần Đất. Rất đẹp mắt trong tình huống ghi bàn vừa rồi. Vậy là tỷ số đã được nâng lên là 6-0. Vâng, bàn thắng có thể nói là danh dự dành cho các cầu thủ Công Nghệ với pha ghi bàn của Duy Phong. Sáu một.
đấu cực kỳ căng thẳng và quyết liệt.